How are you today? Anh phải quỳ xuống anh Giang. Người ta là hoàng thượng mà. À, Peter. Mặt nó không có vui. Không vui. Lui cung. Lui mời luôn cung. Thằng thủ hoang mang quá. Sao? Truyền Thứ Phi à? Đây, Nhi Phi Phi. Oh yeah. Xin chào hoàng thượng. Dạ, thần hiểu rồi. Vô lãnh cung. Vô lãnh cung. Ôi chị Kỳ, ở đây ngoài em ra thì còn ai được vô đây nữa đâu? Còn một người nữa. Có Ngân em. Sẵn sàng. Cảm nó đi con. Mèo. Sau đây là bắt đầu tâm lý bên trong, những lời thoại bên trong của mèo. Nhi Phi Phi dạo này nhìn xinh quá. Ta-da. Dạ, cảm ơn hoàng thượng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời chủ nhân ra để trò chuyện. Xin mời. Đây là chủ nhân, mời bạn giới thiệu về mình cũng như là cái chú mèo hoàng thượng, xin mời. Mình tên là Lê Quốc Phong, mình ở Hải Phòng. Và đây là chú mèo hoàng thượng. Nhà mình rất nuôi nhiều mèo và đây là chú mèo mình cưng nhất. Nhà mình nuôi tất cả bao nhiêu em? Nhà mình nuôi thì tất cả phải gần chục em. Thì riêng mình chó thì phải có 7 cô vợ. 7 cô vợ? Hoàng thượng mà. Em bắt đầu mà nuôi con mèo này là từ lúc mà nó còn bé tí xíu hay là mình mua về nó đã như thế rồi? Dạ em mua từ lúc bé xíu xíu qua Facebook. À là lúc mà em mua về nó được bao nhiêu tháng? Là lúc em mua về là được tầm 2 tháng tuổi. Ồ. Anh hỏi em một cái điều nữa nè, anh thấy ở trên đây là quá trời đồ của nó. Vâng. Có nghĩa là mỗi một năm em mua một vàng đồ mới cho nó. Một tháng là em may cho nó được mấy bộ? Một tháng thì trung bình từ 5 đến 10 bộ. 5 đến 10 bộ? Vâng. Là một năm là 50 bộ. Mời bạn nữ chọn đồ là, cho bạn chó thay nè, xin mời. Hiện chọn là bây giờ nó có bao nhiêu bộ? Chó thì rất là nhiều bộ quần áo. Khoảng bao nhiêu bộ? Dạ. Rất là nhiều. Rất là nhiều là khoảng bao nhiêu? Khoảng không đếm được. Làm sao mà không đếm được được? Thôi đừng làm. Em có bao nhiêu bộ đồ? Thôi đừng làm khó. Anh muốn biết em có bao nhiêu bộ đồ. Em mai cho bé là tại sao em không biết được bao nhiêu bộ đồ. Nhưng em rất là nhiều. Thôi được rồi. Em rất là nhiều nhưng mà anh không ơi, thể nào đếm. Đây là chương trình ghi hình, mình phát sóng, đừng đánh lộn anh. Em ơi. Đừng đánh lộn. Em ơi. Đừng đánh lộn. Anh đừng làm. Con mèo này có bao nhiêu cái răng vậy anh? Dạ, con mèo này thì có... Đừng làm em nói sợ. Khi 4 cái răng lanh với cả hơn chục một cái răng bé. Anh ơi, con này là con giống gì vậy? Đây là giống mèo tai cụp. Anh có mèo này rụng cái răng nào chưa? Người ta con trai mà sao mặc váy vậy mọi người? Anh có mèo này đã rụng cái răng nào chưa? Sao người ta con trai mà mọi người chọn cái gì vậy? Con mèo này thì đã rụng được vài chiếc răng. Rụng vài chiếc răng rồi hả? Phong ơi, con mèo mà nó trưởng thành rồi đó là nó có bao nhiêu cái răng? Dạ. Em cũng không đếm rõ nhưng... Hãy nói rồi đó anh, 12 cái răng. 12 cái răng. Rồi bao lâu nó mới rụng một cái? Anh ơi, thay đồ cho mẹ chứ phải thay đồ cho anh. Dạ. Nè con, mặc đầm đi ngủ như vậy. Nha. Mặc đầm đi ngủ nè, đi học con ơi. Chó ơi, mặc đồ đi học nha con. Đi học. À, hơi mập rồi, bộ đồ này chắc lâu rồi đó cho nên hơi mập. Theo những phán đoán của em về số lượng thê tử như vậy thì mèo này đã lớn tuổi. Mọi người ơi, mọi người hãy tôn trọng giới tính của nó đi. Nó là con trai. Người ta là con trai mà phải bắt người ta mặc đồ cái gì. Sushi đâu? Sashimi đâu? Em ơi, anh muốn hỏi em á, con mèo này á, lúc mà bắt đầu em lên mạng á, là lúc đó nó được bao nhiêu năm vậy? Bắt đầu là cộng đồng mạng biết á. Anh Long cháu nó sợ. Nó lo lắm luôn anh Long. Cộng đồng mạng biết là bé nó được bao nhiêu năm rồi. Em có kinh nghiệm về fanpage và em đã làm được fanpage 6 năm trước. Lúc đấy thì em hay đăng ảnh về mèo. Lúc đấy em đăng ảnh chó. Nữa, em đừng trả lời nữa, ghê lắm. Ngoài con mèo này ra, ở nhà em rất là nhiều mèo đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà con này là cái con lớn nhất đúng không? Dạ, vâng ạ. Đây nè, coi nè, mọi người coi ăn nè. Trời ơi, đã không? Nó rụng răng được bao lâu rồi? Chó thì hay cắn nhiều nên rụng răng được rất là lâu. Ăn cơ hội mới chịu. Rồi, lấy kiệu cho cháu. Em, để mèo lên. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Lễ hội thời trang
mèo Fashion Week. Và ngày hôm nay với 4 tỷ tùng của chúng tôi sẽ đưa mèo đi du lịch ở Around chương trình Ai Là Số 1 Music. Thưa quý vị, chưa có hoàng thượng nào mà bị đầy ải như vậy. Chúng tôi rất là buồn, rất là lo lắng cho em đó. Bởi vì hoàng thượng bị các nghệ sĩ quấy rối. Rồi, đầu tiên nào. Thúy Ngân với anh Dũng. Cô gái nào, như nào? Phân biệt nào, như nào? Diễn viên Thúy Ngân đâu? Wow. Khác nào. Thế ở đây là ai là ca sĩ Mai Tiến Dũng? Chắc nghe nhạc em nhiều đó. Rồi, chính xác. Rồi, tiếp theo nha. Hay quá. Như nào? Đây à. Ôi, cái này khó nha. Này khó anh lắm nè em. Giả nè. Ác dễ sợ. Nào, cô gái như nào? Ca sĩ Jun Phạm đâu? Rồi, chính xác. Thế diễn viên Diệu Nhi. Rồi, chính xác. Rồi. Sao được vậy ta? Tiếp tục ha, một cái nha nào. Tiếp theo, hình... Rồi, anh kêu Tử Long kìa. Sao nhận ra ta? Cô gái như nào? Nghệ sĩ Trường Giang đâu? Rồi, chính xác. Rất là cực nha. Nghệ sĩ Kim Tử Long đâu? Rồi, chính xác. Rồi, chạy luôn. Nó còn... Nó nghe cải lương luôn. Đây, cho anh đây. Bây giờ chưa cho anh rồi. Giữ yên đấy. Ăn. Ăn. Gà là có kỹ năng là xé giấy. Mà thật sự ra cái kỹ năng này thật sự là dành cho những bé vẹt mái. À. Những bé vẹt mái thường là nó sẽ rất là thích là xé giấy. Nó xé giấy, nó gắn vô người nó rồi nó tha vào tổ để nó làm tổ. Rồi, dễ thương quá vậy. Gà ơi. Gà gà. Thế thì bạn quậy là có tài năng gì? Bạn quậy là có tài năng là lựa đồ ăn ngon. Anh có biết là trái nho Mỹ và trái nho thường là trái nho Phan Rang là nó cắn và nó liệm, nó bỏ. Chưa. Trời đất. Wow. Trong khi đó nho Mỹ thì nó lột vỏ, nó ăn thịt và nó bỏ hạt. À. Trời đất. Con này phải không vẹt đâu, con này có quỷ. Quỷ. Hỏi mấy giám khảo ơi, đi chơi không? Hả? Đi chơi không? Hả? Hả? Không, em nói không. Chị ơi, để dạy cho em bé nói chuyện là khoảng bao lâu? À, thường là những con vẹt là thường 4 tháng bắt đầu nói chuyện. Tại sao những bé này là chị không có mua một con nào hết, toàn là bạn tặng không? Không, ở nhà có những con vẹt là em được em mua. À, là đầu tiên là chị mua trước, xong rồi sau này bạn chị thấy rồi bạn chị mới tặng thêm. À không, đây là bé vẹt đầu tiên em nuôi là do người yêu cũ của em. À, các câu chuyện lại xảy ra một hướng mới. Người đã đi mà vẹt còn đây. Là không cần để em.
Đừng có leo lên nha. Không, leo lên. Mọi người, mọi người biết không, là mình phân biệt đồ đực hay rùa cái là mình chỉ cần mình nghe tiếng thở thôi. Thiệt không anh Đăng? Không phải, anh Đăng lắc đầu rất mạnh. Con này là rùa cái. Làm sao mình phân biệt được con rùa đực và con rùa cái rồi nó có nghe được mình nói không? Tại vì anh nuôi nó như những con vật khác á, thì mình biết nó là như chó, đã ngửi mùi, đánh hơi nó biết mình là chủ nó. Yeah. Mà rùa thì em thấy nó hơi lạ, là vì từ chưa bao giờ con người tiếp xúc với rùa nhiều ngoài trời. Nó có biết mừng đâu đúng không? Tại làm sao mà như anh đứng nãy anh đứng cạnh nó, làm sao nó biết là chủ mà nó nghe? Nó biết mình cho ra hàng ngày á, thì nó theo mình nhiều hơn á, chứ là lúc nó đói bụng. Là nó nhớ mặt hay là nó nhớ mùi hả anh? Nó mình nghĩ là nó nhận biết được. Dạ. Mỗi lần mình về là nó mừng lắm, mình đi đâu nó đi theo luôn á. Nó mừng là nó. Yeah. Anh ơi, cái mai rùa nó có thay đổi theo thời gian không? Có, thay đổi theo thời gian. Nó thay đổi sao ạ? Con này là lúc là anh mua hay là có ai tặng? Em nuôi từ lúc em nhập từ Thái Lan về, từ lúc nó hơn một bàn tay. Nhưng mà đâu mà mua hả? Dạ. Mua bao nhiêu tiền con này? Dạ, ngày xưa thì nó khoảng hơn 500 đô cái lúc con nhỏ. 500 đô. Mua 500 đô và cái thức ăn thường ngày của nó chỉ là rau muống và những cái cây cỏ thôi. Thái Lan rau muống, rau cải ngọt và bí đỏ. Ăn chay hả? Ăn chay hả? Ăn chay. Ăn chay thôi. Anh em nghe nói là động vật ăn chay là sống lâu hơn đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng con rùa là nghe nói nhiều con rùa nó táp dữ lắm. Nó có cắn mình không? Con này rất là hiền. Riêng cái giống này rất là hiền. Nó tức thì nó khè 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 thôi chứ không cắn. Khè khè. Nó khè khè vậy là nó là con đực. Mọi người biết không, là mình phân biệt rùa đực hay rùa cái là mình chỉ cần mình nghe tiếng thở thôi. Con này là rùa cái. Rùa cái. Rùa cái. Nó là con đực. Con cái nó không em khè. Em hay quá, em giỏi quá, em về chỗ. Buồn. Rất buồn. mất bao lâu thì mình mới chiên nó mới huấn luyện để nó nghe lời mình anh? Cái này là tùy theo cái độ ngoan hay lì của chim thôi, với lại phối hợp với cái cách thuần của mình có đúng cách hay không chứ. Về cái thời gian là mình không có quyết định được. Chim có hai loại, chim ngoan và chim lì. Chim nào mới gọi là chim lì vậy anh? Chim lì là con chim này. Còn chim ngoan? Chim ngoan là mấy con chim mà kêu gì làm nấy. Cho anh hỏi một câu là cái độ mà thọ của con chim này là khoảng bao nhiêu năm? Với cái loài chim này á, là nếu mà ngoài thiên nhiên á, thì nó sống tầm khoảng 30 tới 35 năm. Và khi mà mình biết được con chim già với con chim non á, là mình sẽ tìm ra là từ lông hay là từ chân hay là từ cái mỏ của nó. Và là cái màu lông của nó mà mình phân biệt. Càng đậm là càng già. Cái đó thì em giấu chút xíu. Trời ơi, tôi hỏi mà ông trả lời.